Xin chào các mâm. Hôm nay nhà Khánh Vy xin được review cái máy nhiệt kế hồng ngoại Tobe nhé. Đây, cái nhiệt kế này có thể đo được nhiệt độ phòng và nhiệt độ cơ thể ạ. Đây là hàng chính hãng, bảo hành 1 năm, đây là phiếu bảo hành của nó ạ. Đây ạ, bảo hành 1 năm các mâm nhé. Mở em nó ra thì như này ạ. Đây, cái thiết kế của nó rất là sang trọng ạ. Nhìn rất là thời trang. Bên trong còn tặng kèm hai viên pin này nhé. Tặng kèm hai viên pin này ạ. Khi nào mà hết pin này thì các mâm có thể mua cái pin con thỏ ấy, xe nhỏ ấy. Đây, em bỏ sẵn cái pin con thỏ bên trong này để review cho các mâm xem đấy. Đây, cái pin như này các mâm nhé. Bao giờ hết các mâm có thể mua cái pin này để thay. Đây, em sẽ bật lên. Đây, thiết kế của nó đây ạ. Đây là đang là ở độ C các mâm nhé. Đây là cái nút góc bên phải này là điều chỉnh độ C và độ F. Thì mình chỉ cần quan tâm cái độ C thôi. Nên là cái nút này mình không nên chạm vào nó, bỏ qua đi ạ. Đây, cái nút này là điều chỉnh nhiệt độ cơ thể này. Còn nhảy sang cái biểu tượng này là nhiệt độ phòng nhé. Em sẽ đo nhiệt độ phòng cho các mâm xem. Hiện tại đang là 24 độ C nhé. Em sẽ đo lại 24 độ C ạ. Còn bây giờ em sẽ điều chỉnh sang nhiệt độ cơ thể ạ. Này. 35,9 độ. 35,8 ạ. Cái sai số của nó sẽ là 0,2 đến 0,3 độ C các mâm nhé. Rồi, cảm ơn các mâm đã theo dõi video ạ.